vật quý hiếm. Cái chung này là cái chung sao của bà Từ Thi Thái Hậu phải để dành với ăn hồng kinh lộn. Vợ ai, vợ ai đẹp quá. Dạ xe bạc gian, xe bạc chứa, xe bạc chừa, xe la bi, xe la mo, xe la rồi. Dạ chồng con vui lắm, qua đây đi đường xa có mỏi mệt không ạ? Thấy mà đam quý là tự nhiên cái tâm mình hết muốn mệt. Dạ dạ phút cuối còn sai. Đất trong tỉnh này của ai? Nhà Quang. Dạ, Quang. Con dân trong tỉnh này của ai? Nhà Quang. Quang. Vậy thì vàng này của ai? Nhà Quang. Đúng rồi, Quang. Đón xem Vitamin Cười lúc 20 giờ thứ bảy ngày 14 tháng 6 chỉ có trên HTV2. Vị khách không mời. À, bác đến thâu tiền rác hả bác? Không phải thâu tiền rác đâu. À, vậy là bác vô thâu tiền điện hả? Tuy gần mà xa. Thì đây đến nhà sách á, chỉ cần 10 phút thôi à. Nãy giờ đi không đã ôm mà tới 20 phút à, không thấy nhà sách. À, con nói chưa sao, từ đây á tới chỗ chạm xe buýt là 1 phút, leo lên xe buýt ngủ một giấc khoảng 45 phút là mình tới nhà sách. Thấy gần rồi. Xúc động nhầm. Anh nghĩ em sẽ thích với cái máy sấy tóc 3 chức năng này. Chưa có tới ngày sinh nhật của em, tự nhiên anh tặng quà cho em không anh cái nào hiểu.